Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một nhà thơ rất đặc biệt. 40 năm trải qua nhiều cương vị công tác từ hiệu trưởng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhưng xuyên suốt và thường trực là hình ảnh một thầy giáo làm thơ, một tác giả với nhiều tác phẩm thơ và nhạc được công chúng trong cả nước đón nhận. Xin trân trọng giới thiệu nhà thơ, nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên. Vâng, xin chào các quý vị khán giả và chào các bạn. Dạ vâng, rất cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình Gương mặt nghệ sĩ Hưng Yên ngày hôm nay. Và trong suốt cuộc trò chuyện này thì xin phép cho Ngọc Oanh được gọi nhà thơ bằng thầy, bởi vì như đã giới thiệu thì công chúng thấy rõ nhất ở trong ông đó là hình ảnh một thầy giáo làm thơ ạ. Thưa nhà thơ Nguyễn Khắc Hào, nhiều người biết đến thầy với hình ảnh một nhà lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, một nhà lãnh đạo giáo dục nhưng mà xuyên suốt và thường trực nhất thì vẫn là một hình ảnh một thầy giáo làm thơ. Công việc thì rất là bận rộn như vậy, vậy thì thời gian đâu mà thầy có thể sáng tác được nhiều thơ như vậy, và thầy có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết là cơ duyên nào đã đưa thầy đến với thơ ạ? Tôi sinh ra ở miền quê, sinh ra một cái thời kỳ vừa kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp và lớn lên ở thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thời ấy thì mọi người đều là nghèo, nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp lý tưởng. Thời kỳ đấy thì ai cũng yêu văn và ai cũng thích thơ. Đứa trẻ chúng tôi thì thường là mỗi người đều có một quyển sổ tay văn học, và trong đó đều ghi chép những cái ghi chép rất là trang trọng, rất là cẩn thận những cái câu văn hay, những cái câu thơ hay, thậm chí cả bài thơ. Và chúng tôi thường học thuộc ngay từ khi còn học cấp 3, rất thích môn văn và ước mơ được đi dạy học, bởi vì tôi rất là yêu một cái thầy giáo dạy môn văn. Và đến cuối năm cấp 3 thì tôi thi đỗ vào khoa ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Nhập học thì cũng là cái thời kỳ chúng ta thực hiện lệnh tổng động viên, và tôi rất vui vẻ lên đường. Vào cuối năm 1974 sau khi nhập ngũ, thì đến cuối năm 1975 sau kết thúc chiến tranh chống Mỹ thì tôi được trở về trường đại học học tiếp, và tôi vẫn chọn nghề dạy học. Thế và cái tấm lòng yêu văn chương không bỏ. Và ngay từ khi còn bộ đội thì tôi cũng đã viết. Thực ra những bài thơ đầu tiên tôi viết là từ khi còn học sinh phổ thông. Và khi đi bộ đội vẫn viết. Nhưng mà thời kỳ đấy thì chúng tôi đều ảnh hưởng của những nhà thơ lớn. Và viết theo cách của họ đã viết. Cho nên là dù viết rất nhiều và gửi đi rất nhiều nhưng chưa bao giờ được báo đăng cả. Chỉ đến khi mà về trường Đại học Sư phạm, được học văn, được học lý luận văn học, được học lý luận sáng tác, được học phê bình, thì lúc giờ tôi mới hiểu rằng là tôi phải viết như thế nào. Năm 1979 thì tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi xin về dạy học ở trường cấp 3 thị xã Hưng Yên. Và khi về cả một vùng văn hóa Phú Hiến thì tôi thấy như choáng ngợp trước một cái vùng văn hóa Phú Hiến Hưng Yên. Và lúc bây giờ có thể nói là lập chí cho mình thì tôi chỉ ước mơ là làm một người thầy giáo dạy học và đi nghiên cứu cái khu Phú Hiến và những nét thăng trầm Phú Hiến, những nét rêu phong Phú Hiến và những thời kỳ vàng son rực rỡ Phú Hiến. Có thể nói là mà tôi rất xúc động, và tôi thầm hứa với mình là mình vừa dạy học và vừa dành thời gian để nghiên cứu về Phố Hiến. Cái thời kỳ đấy là tôi viết bài Nguyệt Hồ là vì vậy. Nhưng mà thời gian dành cho dạy học và nghiên cứu Phố Hiến không được dài, được 6 năm thì tôi được điều động lên làm bí thư thị đoàn. Và đúng là cái duyên của tôi với giáo dục. Và cũng lúc đấy thì Ti Giáo dục Hải Hưng giữ tôi ở lại để đề bạt làm hiệu phó trường cấp 3 thị xã Nghi Yên. Lúc bây giờ tôi vừa tròn 30 tuổi. Và do vậy mà thời gian dành chuyên tâm từ đó đấy và học lên đấy, thì tôi cũng bị chi phối công việc. Cho những khát vọng ban đầu cũng có ảnh hưởng. Nhất là thời kỳ đầu có ảnh hưởng.
Nhưng may mắn thì cái lòng yêu thơ, cái lòng yêu văn học nó thường trực, có thể nói là rất thường trực. Bây giờ về hưu rồi tôi nghĩ lại rằng là có thể cái sự nghiệp dạy học hay có thể cái sự nghiệp làm công việc quản lý lãnh đạo nó có thời gian, nhưng mà cái tấm lòng yêu thơ và cái sự nghiệp sáng tác rồi nghiên cứu thì có lẽ là không có thời gian. Thì khi nào mình còn làm được là mình vẫn cứ làm. Và đến giờ phút này sau 40 năm kể từ khi bài thơ đầu tiên được đăng và khi được kết nạp Hội Văn học của Tà Đại Hưng thì cái tấm lòng yêu văn học và yêu thơ nó vẫn như vậy. Thưa thầy, là tính đến thời điểm này thì có nhiều ý kiến cho rằng thầy là tác giả mà có thơ viết về Hưng Yên nhiều nhất ạ. Và kể cả mà nghiên cứu cũng vậy. Và là tác giả có tác phẩm được đăng trong tuyển tập thơ Việt Nam 1945-2000. Và đó là bài thơ Nguyệt Hồ và cũng là một bài thơ viết về đề tài Hưng Yên. Vậy thì điều gì đã làm cho đất và người Hưng Yên phố Hiến lại đậm nét như vậy trong các sáng tác của thầy ạ? Từ nãy giờ tâm sự Ngọc Anh thì thấy một điều là mình rất là yêu cái mảnh đất này. Mình gắn bó mảnh đất này từ khi còn bé. Và trong cuộc đời công tác thì cũng có những lúc có cơ hội để chuyển công tác. Nhưng mình có lẽ là cái duyên. Và mình cảm thấy không rời được cái mảnh đất này. Mình rất rất yêu nó. Yêu mảnh đất Hưng Yên. Yêu con người Hưng Yên. Những người dân rất là nhân hậu. Cái mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Một cái nền tảng văn hóa rất là giàu trầm tích. Đấy, cho nên là Maximuki nói rằng là văn học là nhân học. Thì mình nghĩ thế nào, mình sống thế nào thì cái tác phẩm mình viết ra là như thế. Cho nên là cái tình yêu cái mảnh đất của con người Hưng Yên, cái tình yêu những cái di tích của Hưng Yên, cái tình yêu cái trách nhiệm với quê hương Hưng Yên. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Hưng Yên một khúc sử ca của tác giả Nguyễn Khắc Hào qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà và nghệ sĩ Ngọc Thọ. Một thủa hồng hoang, nơi đây trời đất mênh mang, chỉ có nắng vàng phù du trôi dạt cùng ngọn gió hoang. Rồi thời gian đã mấy ngàn năm, dâu bể thăng trầm, tiên dung thay cha về đây mở đất. Đốt lên nén trầm nghi ngút, kìa gió nổi, kìa mây bay, ơn đức cao dày dựng nên miền đất này. Đất Hưng Yên nay trấn sơn năm xưa, hùng thiêng một cõi, vang bóng một thời. Bên sông Hồng Thiêng, đây là đất quê nhà, điệu trống quân như hồn của ông cha. Văn miếu thâm nghiêm, trầm tư trong kiêu sa. Bia đá vinh danh người xưa, nay thăng hoa. Quê hương nơi đâu linh kiệt hơn thế, quê hương nơi đâu tự hào hơn thế. Chợt vút lên một tiếng ca, một giọng hát chèo gọi mùa vàng lên. Từ phố Hiến nơi phồn hoa về đất Đa Hòa, lại ngỡ tiên dung ngàn xưa hồi khứ quê ta. Nghe sóng đang dâng, sông Hồng vui reo ca, gọi nắng lên cho nhãn lồng thơm hương bay xa. Nghe như cuốn reo đầm dạ chạch gió, cho hôm nay xanh rộng dài ngô lúa. Trầm lắng nghe giọng hát ai
một giọng ca trù gọi mặt trời lên. Ngọn đèn thanh sao sáng giữa ngàn sao. Câu ca trù đắm say trai tồng mễ, tiếng cầm ca sông xanh khúc à. Nàng thị kính oan tình vào cửa Phật, thị màu sinh khao khát hát sân chùa, tình người đẹp câu hát chèo cũng đẹp giữa một vùng văn hiến. Bên tả ngạn mấy ngàn năm châu thổ, Hưng Yên sinh soi bóng nước Hồng Hà. Nhãn ngọt sen thơm gà quê Đông Tảo, phù sa sông Hồng xanh mướt lúa ngô. Đây cá mòi sông Hồng, kìa chè sen long nhãn, bánh cuốn Phú Thị, tương phố bần, bún thang thế kỷ, bánh tẻ phụng công, chả gà về phủ Khoái Châu, rượu nồng Trương Xá, bánh dày gầu Cửu Cao. Đất linh thiêng sinh hiền tài hào kiệt, bao người con làm rạng rỡ nước Nam. Có giặc đến thì một lòng đánh giặc, rất khiêm nhường và rất trọng nghĩa nhân. Bởi đất lành nên phồn hoa lại đến, lòng người nhân hậu phúc cháu con, sẽ rạng rỡ cả một vùng phố hiến. Tiểu tràng An xưa ngỡ vẫn như còn. Ở nơi đất tầng tầng văn hóa, văn miếu thiêng linh ứng đất thiêng này, khắp bốn phương lại về đây hội tụ, sử ca xưa ta hát tiếp hôm nay. Thưa thầy, là người đọc thì thấy thơ của thầy rất là gần gũi, quen thuộc, giống như là những cái gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày này, nhưng mà ẩn sâu ở trong đó là nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc và ẩn chứa cả những cái chiêm nghiệm về cuộc đời. Vậy thì xin thầy có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được rõ hơn về những mảng đề tài sáng tác trong thơ của thầy, và điều gì đã làm nên nguồn cảm hứng sáng tạo dạt dào trong thơ của thầy như vậy ạ? Như tôi chia sẻ ban đầu thì cái cuộc sống của tôi là cuộc sống gắn với mảnh đất Hưng Yên và gắn với giáo dục. Có thể nói đến tận bây giờ thì hai cái điều đấy vẫn cứ gắn bó, vẫn cứ đau đó vẫn gắn bó. Cho nên các mảng đề tài trong sáng tác và trong nghiên cứu của tôi đấy, thì cũng như vậy. Chủ yếu là mảnh đất, con người của Hưng Yên, phố hiến, cảnh đồng quê, những cái phong tục văn hóa, những cái nét thân thương của những người nông dân, rồi là những sản vật của Hưng Yên, cái nền văn hóa Hưng Yên, nét trầm tích của văn hóa Hưng Yên, nó phong phú, thăng trầm, thì đều là những đề tài mà tôi luôn thường trực và dễ rung động. Cái đề tài thứ hai, đề tài giáo dục, có thể nói bằng thơ, có thể viết thành một bài báo, có thể làm một cái đề tài nghiên cứu khoa học, thì giáo dục cũng là một cái đề tài
thường trực của tôi. Các bạn đã thấy tôi viết những bài thơ cho thiếu nhi, thì thơ cho thiếu nhi chính là giáo dục, chính là cái đề tài của giáo dục. Thì ấy, hai đề tài đó có thể nói rằng là quê hương đất nước, cái quê hương thân thuộc, nông thôn Việt Nam. Đấy, ví dụ như là tháng ba quê hương, bỗng đâu nhớ quá cội nguồn, thị thành chật trội, xóm thôn tìm về. Mưa xuân răng mộng đường quê, hoa xoan buông tím lối về không thôi. Có gì trong đất đất ơi mà chân bước cứ bồi hồi bước chân. Cái cảnh làng quê của Việt Nam, của nông thôn Việt Nam, tôi rất là tôi rất là gần gũi và cảm thấy rất là xúc cảm. Hay là cái nền văn hóa Hưng Yên. Cái nền văn hóa Hưng Yên thì tôi càng đi tìm hiểu cái văn hóa Phú Yên Hưng Yên thì tôi càng thấy rằng là nó rất đặc biệt, có thể ít có. Nó phản ánh một cái nét thăng, nó phản ánh một cái thời kỳ văn hóa hưng thịnh, nhưng đồng thời cũng phản ánh một cái sự thăng trầm của một vùng quê và rộng ra là thăng trầm của một cái nền văn hóa. Thưa thầy là anh thấy là ngoài mảng mà thầy viết về mảng thơ trữ tình ạ, thì thầy cũng có những tác phẩm viết trong mảng chính luận. Thầy có thể chia sẻ thêm về mảng này và những tác phẩm mà thầy tâm đắc khi viết về mảng chính luận ạ? Mình viết về cái mảng này không nhiều lắm, nhưng có hai bài thơ mà mình rất hài lòng, mình cảm thấy rất tâm đắc về cái thể loại chính luận. Đó là Đây bến đỏ La Tiến và Viết ở Trường Sa. Bài thơ Viết Trường Sa là mình viết năm 2014, khi mà Trung Quốc họ mang cái giàn khoan 981 đóng ở cái vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Các bạn thấy cái thời điểm đó thì đất nước chúng ta không bình yên. Và khi ra đấy thì tôi tràn đầy cái xúc cảm về những gian khổ của bộ đội Trường Sa, về cái lòng yêu tổ quốc, về cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi đã nhanh chóng viết bài thơ Viết ở Trường Sa trên cái con tàu biển trên đường từ Trường Sa về Sài Gòn. Và bài thơ đó thì đã nhanh chóng được đón nhận, đã được ngâm và đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Và đấy là một trong bài thơ mà tôi thấy có nhiều người nhận xét là tôi viết nó khác với một số người. Cái bài thơ thứ hai là bài thơ tôi viết về một cái di tích lịch sử. Đó là cái cây đa La Tiến. Tôi đau đáu viết về cái bài thơ này từ rất lâu rồi. Và đấy là quê hương của tôi. Và khi tôi còn học cấp 3 Phù Cừ thì tôi đã xuống đấy rồi. Nhưng quả thật là viết về một đề tài lịch sử rất khó. Đến tận khi về hưu năm 2016, tôi quyết chí viết bài này. Và tôi viết liên tục 7 ngày thì xong bài thơ này. Đây bến đỏ La Tiến, sông luộc phù sa nước chảy xuôi dòng. Cây đa già thân cành khắc khổ, lá dựng trời xanh, mái đền thiêng bia đá vút cao trắng trời hương khói. Hát rằng à ơi nén tâm nhang khấn vái hương khói bay về đâu. Khói trắng bay lên hỏi trời, hương thơm xuôi dòng sông luộc. Hương thơm du như linh hồn đã mất. Đất Nguyên Hòa ven sông luộc quê tôi, ngô dâu bờ bãi mướt xanh, người dân hiền lành chân chất. Có cây đa bến nước đỏ ngang tấp nập Thái Bình, thuyền dọc lúa khoai xuôi ngược. Một ngày dòng sông đỏ nước giặc về đồn bốt, rào dựng thép gai, đau thương chồng chất. Tháng 7 mưa gió sụt sùi, sương răng mịt mờ trắng lạnh. Đêm đêm lập lòe bến nước, chim về xào xạc cành đa. Có phải những linh hồn liệt sĩ đã hy sinh? Có phải những oan hồn người dân vô tội? Sương trắng lạnh một dòng sông. Than rằng hỡi ôi hàng ngàn chiến sĩ đồng bào, giặc Pháp giết hại dưới dao súng thù. Treo cành đa moi gan cắt cổ, xả súng không thương tiếc dân lành. Nước mắt rưng rưng khói hương ai oán, hận kẻ sát nhân. Đêm đêm tiếng côn trùng rỉ rả, ngày rỗ chung không nấm mổ riêng. Giết người thả xác trôi sông, 4 năm máu nhuộm đỏ dòng sông quê. Sông một ngày sục sôi uất hận, đoàn chiến binh chính nghĩa trở về. San đồn bốt hàn lại thương đau cũ, mang hòa bình về cho những miền quê. Về đây những người dân yêu nước, những anh hùng vì nghĩa cả hy sinh. Nén tâm thành tri ân người đã khuất, cho quê hương ta cuộc sống thanh bình. Vải Phù Cừ mùa tháng năm chịu ngọt, Nguyên Hòa Tống Chân xanh mướt bãi phù sa. Dòng sông luộc thuyền xà lan tấp nập, quê nghèo xưa nay hạnh phúc đến mọi nhà.
lời tri ân xin gửi về La Tiến, bến đò này cầu mới sẽ sang sông. Nơi hai tỉnh chung tiếng gà gáy sáng, chung đất linh thiêng, chung cuộc sống thanh bình. Có lẽ là cái thể chính luận thì mình chỉ viết được hai bài đấy. Khi Ngọc Anh nghe thì nó giống như là một khúc ca bi tráng của quê hương vậy ạ. À, thưa nhà thơ, là em nhận thấy là trong số các tác phẩm của thầy thì có rất là nhiều tác phẩm thầy viết về hoa. Ví dụ như là hoa nguyệt quế này, hoa dâm bụt, hoa rành rành, hoa lục bình. Và không thể không nhắc đến trong đó là tập thơ Hoa gạo ạ. À, và với một bài thơ mà thầy đã lấy để làm đề tựa. À, vậy xin thầy có thể chia sẻ với khán giả đôi chút về bài thơ Hoa gạo cũng như là tập thơ này ạ. Mình viết khá nhiều về hoa. Nhưng mà chủ yếu là những cái hoa đồng nội, hoa ở nông thôn, cái hoa nó gần gũi cuộc sống của người dân. Hoa dâm bụt này, rồi hoa rành rành. Ví dụ như hoa dâm bụt, ví dụ như hoa rành rành, ví dụ như hoa muống, ví dụ như hoa lục bình, đấy, rồi là hoa nguyệt quế, rồi hoa mai. Những cái thứ hoa nó rất là dung dị. Nhưng mà mỗi loài hoa thì mình đều gửi gắm một tâm sự. Mỗi bài thơ viết về hoa mình đều gửi gắm tâm sự. Ví dụ như là viết về hoa muống thì mình gửi gắm cái tâm sự về triết lý nhân sinh. Dây muống già nở hoa rau muống, một chiều đưa chân con trở lại làng. Cây nến tím tháp ao quê thôi lạnh lẽo heo may rồi, hoa đón tiết đông sang. Hoa muống ơi nhớ một thời thơ trẻ, mẹ đưa tay gắp sợi muống cho mình. Muống tháng 9 nhường mẹ chồng nàng dâu nhịn, câu ca buồn mà thảo nghĩa nhân sinh. Hay là viết về hoa lục bình. Mình viết hoa lục bình là mình gửi gắm một cái tâm sự về cái số phận của những người phụ nữ. Màu tím rất mong manh và nhiều khi lại bị trôi giạt. Kìa khóm hoa lục bình trôi, lục bình trôi. Sông thì rộng nhỏ nhoi, mình tôi bên bờ chỉ biết đứng nhìn xa hút mãi. Lòng thương hoa, lòng neo nại với đời. Đời cánh hoa ngắn ngủi, nhường nào ngắn ngủi mà vẫn tím. Dù phải xa xa bờ bãi, nào có ai chăm chăm chút gì đâu, chỉ ngắm hoài mong tím, tím không phai màu. Hay là cái hoa rành rành là cái gọi là cái khát vọng đầu đời của những chàng trai quê. Cái cảnh tháng 3, hoa rành rành nở bên bờ ao, mặt nước xanh ánh vàng sóng sánh. Xuân chưa qua tháng 3 mùa hoa hè e ấp nắng. Gốc rành cuốc kêu rã rượi, người đời ai chăm hoa dại. Góc ao rụng nở một mình, thương quá thôi nép vào nơi khuất, bừng lên bao ánh sao trời. Tháng 3 có người trai xa xứ, lặng lẽ ươm hoa trong ký ức cuộc đời. Tức là cái gọi là cái trạng thái, trạng thái cảm xúc của một chàng trai quê lúc tuổi mới lớn đầu đời và phải xa quê. Đấy, hay là những cái viết về hoa nguyệt quế là tôi gửi gắm về cái ý tưởng giáo dục. Hay viết về cái mai chiếu thủy là trạng thái cảm xúc của các bậc thi nhân, của những người làm thơ. Nhưng có lẽ nhiều người biết và đồng cảm với tôi qua bài thơ Hoa gạo. Thì Ngọc Anh tưởng tượng một khung cảnh làng quê tháng 3, qua những cái tháng mùa đông u ám và những cái tháng mùa xuân đã tươi tắn hơn bởi hoa bởi lá, nhưng bầu trời vẫn còn u ám. Thì cái tháng 3 là cái tháng bắt đầu vào cái mùa nắng mới, nắng hè, thì gần như bầu trời sáng bừng rực rỡ. Thì trong khung cảnh đó thì cảnh làng quê xanh, thảm cỏ xanh, đồng lúa xanh và bầu trời xanh thì xuất hiện cái hoa gạo. Tôi viết cái bài thơ Hoa gạo này chưa hết là tả khung cảnh của làng quê Việt Nam vào tháng 3, nhưng mà sâu xa để gửi gắm trong bài thơ Hoa gạo, gửi gắm trong loài hoa gạo một khát vọng, một cái triết lý nhân sinh. Tức là một cái loài hoa đẹp bắt đầu tháng 3 thì nở, hoa nở trước lá, và nó đẹp, rực rỡ, đầy khát vọng. Và khi rụng đi rồi thì vẫn đỏ. Và người ta đều nhìn thấy cái màu đỏ ấy với một cái ước mơ, với một khát vọng, và làm con người ta phấn chấn.
ơi hoa gạo vẽ lên trời sắc đỏ, thảm cỏ xanh dàn đuốc tháng ba xanh. Bâng khuâng nhớ về một thời khát vọng và những mùa hoa gạo nở bên sông. Ơi hoa gạo đẹp kiêu kỳ đến vậy, rụng xuống rồi vẫn thắm đỏ như son. Có ai biết những ngày hoa gạo chốt một khoảng trời trơ trụi nỗi cô đơn. Con người ta cũng vậy, cái tư tưởng của chúng ta cũng vậy. Có những cái mất đi mà nó không mất, thậm chí còn gieo mầm, thậm chí còn gieo mầm cho một cái sự sống mới, cho một sự hồi sinh mới. Thì đấy là tôi muốn gửi gắm vào cái chiến lý nhân sinh, vào cái màu đỏ qua gạo trên một cái nền trời xanh và trong khung cảnh tháng ba xanh của quê hương Việt Nam. Đó chính là điều mà tại sao người đọc thường nói rằng là trong tác phẩm thơ của ông thì thấy rõ nhất, đó là những cái suy nghĩ vô cùng là tích cực và những cái ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc ạ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Hoa Gạo của tác giả Nguyễn Khắc Hào qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi. Gặp tháng ba mùa hoa gạo nở, thức một khoảng trời vạt sông quê. Kìa mắt ai ngước nhìn mơ mộng qua, ta như quên như là lẫm
Vâng, rất là trân trọng cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Hào đã mang đến chương trình Gương Mặt Nghệ Sĩ Hưng Yên ngày hôm nay một cuộc trò chuyện rất là thú vị và với nhiều kinh nghiệm, nhiều ý nghĩa rất sâu sắc ạ. Và xin chúc ông luôn dồi dào sức khỏe cũng như là niềm vui để tiếp tục có những đóng góp thêm nữa cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà nói riêng và văn học cả nước nói chung, và đặc biệt là có thêm những đóng góp, những công trình nghiên cứu cho nền giáo dục của chúng ta. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Hào, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn Ngọc Anh. Chào bạn.